Nhìn ngay các mọi người này. Này, nhìn nó hở ra là đúng như cây người ta nuôi. Mà mình tưởng ông nào đặt cái chậu đấy. Hôm nay là đéo ăn thua. Tạm biệt. Ông nào ra mà ăn. Các bác ạ. À? Tôi đang ở trên cái đường Nguyễn Phong Sắc thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội các bạn. Hôm qua tôi có đi qua đây. Tôi chẳng bao giờ tôi rẽ vào cái ngõ này, nhưng hôm qua tôi lại rẽ vào cái ngõ này vì đường này nó tắc. Thì tôi thấy một cái xì nó đẹp quá, đẹp miễn man. Ở trên cái mái nhà của cái Học viện Báo chí ấy. Mà nó ngon quá. Bây giờ phải quay lại xem nó thế nào. Đây. Đây. À, không biết có lấy được hay không, nhìn nó ngon lắm các bác ạ, mà sợ e rằng là khó khăn đây. Cứ cái kiểu mà mình mà đào thì không dám đào, mà hỏi cũng không dám hỏi, rất là dở. Thế mà bây giờ mà chắc phải nhờ anh em đi đào giúp đây. Đi đào giúp thôi. Nhưng mà sợ mình động binh cái là có người ra giữ ngay. Thì cũng đang hơi bị khó nghĩ một tí. Đây, 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 nó đây các bác ơi. Ui, nó đẹp mà đến nỗi mà nhìn xa đã biết là nó đẹp rồi. Đây, ký túc trường báo chí đây. Ký túc trường báo chí. Các bác nhìn này, các bác nhìn này. Nhìn xa đã thấy nó đẹp các bác. Chắc là nó ngon đấy. Này mà cho xuống là bự đấy các bác, bự đấy. Đấy thì tôi nhờ anh em, may nó ở cái trụ này. Mình phải nói thầm một tí không ạ. Bỏ mẹ, chỗ này khó đào đấy. Có vẻ sâu đấy. Thì sẽ nhờ anh em mang đồ nghề ra bếch giúp. Vậy này được cắt tỉa đấy. Sợ là của ông nào cũng để ấy cái chậu đấy thì bỏ mẹ. Mình treo lên thì cũng dở. Đấy. Đang suy nghĩ xem làm cách nào đây các bác nhỉ. Bây giờ vào mà hỏi là chắc là không được rồi. Cứ tự ý mà động binh thôi. Nếu mà tôi còn đăng được cái video này thì thì các bác sẽ có một cái tác phẩm để đời để xem. Đẹp. Chưa bao giờ thấy một cái cây nào mà đào được trong tự nhiên mà như người ta đang làm. Hy vọng là người ta nó là mộc hoang. Chứ mà nó mà của ai trồng đấy thì mà thôi. Vĩnh biệt cuộc trời. Vĩnh biệt cuộc trời luôn. À ừ, nói chung là cũng được nhưng mà đéo đáng để lấy. Nhìn xa xa mẹ nó ngang ngang này, tưởng cây giáng làng đẹp. Ở dưới nó còn dài ngoằng như này. Chú. Nếu thua thì mẹ cứ dễ nó bằng cái cổ chân như thế. Không phải dễ loại trẻ ngang. Thực ra con này về làm vẫn được nhưng mà nó đảo mất công lắm. Nếu thua mãi phải cưa sắt để cắt cái sắt này đi rồi. Nó quan trọng là nó đéo, nó là nhìn lại thấy nó rẻ tiền rồi mất đi. Những cái đấy thì được yên tâm, nhưng mà quan trọng là ở dưới nó đéo thua ra mà dễ đạp được phát thì lấy, thì con mẹ vất vả thôi. Mình đéo ham lắm. Vừa anh nhìn dưới ngon thế, cắt luôn à? Thử tỉa qua đi xem là thế nào. Nhìn thấy rồi nhá, kìa. Tỉa luôn hộ cho thiên hạ chơi này. Ừ, tưởng bớ thì. Vừa nãy mà mình mà trèo lên mình nhìn thấy chắc đéo đi lấy nữa. Xuyên hẳn một cái sắt nhỉ. Nói chung là ở dưới này. Cái nếu mà nó cứ cây này nó lùn đến đây thì em bách ngay. Nó ngoằng ngoằng cái này. Nuôi lại thì vẫn đẹp thôi nhưng mà nó lâu. Nếu ăn thua. Nhìn là thấy ngại rồi. Cái này em nuôi 5 năm rồi có tiền đấy.
55 bịt mẹ giờ từ về nó có thuốc. Cái này cần gì phải thuốc? Chết thế đéo rồi. Đấy, thì là làm công ích đây. Làm công ích đấy. Đấy. Nói chung là này, mẹ vớ mồm. Kéo được anh ạ. Mẹ nó chắc lắm. Dễ nó bằng bắp tay kia thì nếu không đéo đụng đậy gì. Thôi. Để lại cho thiên nhiên thôi. Giờ phải đập tường. Để lại cho thiên nhiên. Nó ăn vào tường rồi. Thôi, không lấy nữa. Không lấy nữa. Thôi thôi. Bỏ. Của thiên trà địa. Nhìn ở dưới đẹp vãi trường. Mình cũng em cứ nghĩ là lời đây nó có nó phẳng đây này. Ừ. Thì nó xòe ra cái chân ra cái mái này thì quá đẹp. Giờ thì nó như đồ hàng chợ. Mất nó cắm vào tường rồi đúng không? Nó không côn, nó không đẹp. Làm lại thì đẹp hết nhưng mà nó phải giờ ba ít nhất 3 năm nữa. Làm bây giờ phải gọt hết đống này đi à? Ừ, gọt hết. Lấy mới tí thôi mà. Có đồ bách cái được ngay nhưng mà ấy là mình không ham, không đẹp như tưởng tượng. Là mẹ từ đêm qua đến nay mất ngủ. Đâu chỗ nào cao giáo ngắm nghía rồi. Nếu mẹ chỗ này mà trèo quên thì em đã không gọi. Tôi nghĩ ở đây nó phẳng này. Nếu nghe nó còn có cái khe ở đây. Ra nuôi cũng đẹp đấy nhưng mà nó mất thời gian xí. Bỏ ra. Gọi là được. Không bỏ. Đóng rồi. Vấn đề là đi đâu? Mày đang nâng cả gốc thì mày nâng làm sao chỉ được? Chỉ đang muốn bênh lên để xem nó có bật cái gốc ra không. Nó chứ đang có phải nó đang ghim đây về đóng cái này ra đã. Đóng thôi, nhưng thôi. Mà anh để như anh càng có lực để khác gì cái xà beng nó bẩy ra đâu, đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu muốn lấy phải chặt cái dễ ở dưới. Thôi rồi. Thế mà thua. Chặt thì nó phải đục chứ. Dễ thì sơi rồi chứ còn để đây lại cho nó đẹp tự nhiên vậy. Không. Dung nhìn phát cái quả nó dễ nó loằng ngoằng này là không ham. Nó lùn thế này thì bách ngay. Về cắt nó đi. Nhưng mà lúc nó là nó vẫn là xấu, không phải không được tự nhiên. Mấy khúc này. Thôi về đớp thôi. Tìm phần cái thứ này. Mẹ lúc dưới nhìn thấy mỗi cái mật này ngon vãi. Ai ngờ nó còn dài dưới 20 phân nữa. Ra nuôi đẹp hết. Mình mà gặp ngoài đường là phải mua đấy. Nhưng mà nhất là nó cũng khó nên là định đeo hàm nữa. Đóng được cây răng làng đẹp. Đóng được nhưng mà cái phần này cường căng lắm. Nếu chơi được đây này, cái dễ cắt mái tôn. Những cái dễ nhưng mà nó to. Nó ăn vào với này, này. Ăn vào các ống. Ăn vào các ống. Dày cục quân nhu hỏng nào được. Thôi về đi anh. Cái mẹ để đây. Cũng tiếc nhỉ. Tiếc chứ. Tập chơi cũng được đấy. Không phải cái này tập chơi là ông có tiền luôn đấy. Hợp lý đúng không? Lúc nào mà rảnh rỗi hứng lên thì ra bách về. Nghe à? Lúc nào sẵn sàng đồ đạc thì anh bách về. Không bách được. Vấn đề là cái dễ nó ăn cả cụm này. Mẹ. Cái này nó khác đéo, sao beo nó đéo bẩy ra. Đéo xi nhê gì luôn. Cứng ngắc luôn rồi. Xi nhê gì. Thôi. Nếu mà nó lung lay cơ thì đéo được. Đéo được đâu anh chú ạ. Đéo được đâu. Được mà. Đóng ra thì đấy đóng được nhưng mà ấy, cái cây này cứng lắm. Đóng được cái đấy thôi. Thôi. Đóng được mà. Được rồi. Anh em nào mà thích thích lấy về tạo dáng thì em sửa sang cho mà chồng chả có bách được chứ. Cẩn thận lộn cổ không phải đéo bọ. Thử đi đi à, cắt chỗ đấy thì rất được đấy, móm nó bé. Chủ yếu là mấy cái này này. Cái này đúng không ạ? Mất công lên đây rồi. Ui dồi. Đẹp như thế này rồi. Để ăn mẹ nứt cả tường. Này cái này mà đi mẹ nó mà từ gỗ xịn về bôi ít cái thuốc lũa vào để mẹ đẹp hơn.
sạch mấy cái đống này đi là đẹp rồi. Đấy mẹ, bây giờ ông nào ra đây chỉ việc xơi cắt cho rồi, nhìn thấy rồi. Đéo xơi nữa. Xơi đây một đéo sườn lắm, và mất nửa ngày đấy. Thôi đéo thì bỏ cái này ra, không lấy tờ beng kêu ở đây 7 lát cắt tôi vậy. Đủ con mẹ. Thôi dí bùi vào đây. Biến rồi. Nghệ nhân kiểu con qua thì nhìn ngay nghệ nhân mới này. Tỉa xong bảo vệ nó lại ra nó bách mất. Ái già ông ạ. Hả? Nó buộc cả dây thép vào đây này ông này. À. Nó buộc cả dây thép nó đỡ này. Nó ăn mẹ vào đấy rồi. Sao chắc như này. Nó ăn mẹ vào cái dây rồi. Này nó buộc cả dây thép vào cái bộ rễ rồi. Cũng nhiều thứ ở trong này lắm. Không, dây thép là nó bắn vào đây này. Giải phóng mặt bằng. Nhờ bác cái này chút. Tưởng nó dễ ăn nhưng mà không ăn được. Bám hết vào tường. Anh em đang sửa mạng thấy cây hay quá mà không làm gì được. Chịu vậy, bỏ rồi. Thôi xuống đi.